nguyên nhân khiến Công Phượng khủng hoảng tại Incheon. Huấn luyện viên Park thẳng tay loại Bùi Tiến Dũng. Còn nhớ, khi huấn luyện viên tạm quyền Lim Yong-yeon lên nắm đội được khoảng một thời gian, chính ông đã nhận xét Công Phượng không đủ khả năng để thi đấu cho Incheon United lúc này vì những vấn đề về tâm lý. Ông thầy người Hàn Quốc đã lập tức loại Công Phượng ra khỏi danh sách đội hình thi đấu lẫn sự bị trong hai trận liên tiếp. Và đó cũng là khoảng thời gian rất khó khăn với Công Phượng trên đất Hàn Quốc. Trên trang Best Eleven, cây bút Jun A-jung đã kể lại quãng thời gian tăm tối của Công Phượng tại Incheon United. Mọi chuyện bắt đầu khi huấn luyện viên John Anderson liên tục thay đổi vị trí của Công Phượng. Trong những trận đấu đầu tiên, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai được thường xuyên đá ở vị trí tiền vệ cánh hoặc là tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, Stepan Mugosa, tiền đạo chủ lực của Incheon United đã bị chấn thương và Phượng lại phải vào chơi ở vị trí tiền đạo. Không ghi được bàn sau các trận đấu đá cắm, áp lực bắt đầu bủa vây lên tiền đạo xứ Nghệ. Mọi chuyện đã dần trở nên tồi tệ khi huấn luyện viên John Anderson rời đội. Huấn luyện viên tạm quyền Lim Yong-yeon lên dẫn dắt khiến cho Công Phượng cảm thấy càng áp lực hơn nữa. Điều đó dẫn đến sự mất tự tin và gánh nặng khủng khiếp đặt lên đôi vai của tiền đạo này. Chỉ sau trận đấu với Pohang vào chiều ngày 10 tháng 5 vừa qua, Công Phượng dường như đã được giải tỏa tâm lý. Theo tiết lộ của Best Eleven, huấn luyện viên Lim Yong-yeon đã có buổi nói chuyện trực tiếp để lắng nghe những tâm sự và suy nghĩ để giải quyết mọi khúc mắc đang gặp phải. Cây bút Jun An-jung đã nhận xét điều này đã lập tức có tác dụng khi mà Công Phượng chơi ăn ý hơn, tự tin hơn rất nhiều. Dù Incheon United đã để thua Pohang, nhưng màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội đã khởi sắc, cho thấy sự hồi sinh trong thời gian tới. Báo Hàn Quốc, Công Phượng đánh mất sự tự tin và ý chí vì không thể ghi bàn. Incheon United đã liên tiếp có những sự xáo trộn trong đội hình và cả băng ghế huấn luyện, và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ lên Công Phượng. Công Phượng đã có khởi đầu cực kỳ khó khăn tại Incheon United khi liên tục phải ngồi dự bị và phải thi đấu ở vị trí trái sở trường như là đá cánh hay là tiền vệ trung tâm. Không những vậy, đội bóng của anh còn bị xáo trộn lớn khi mà hàng loạt các trụ cột dính chấn thương. Đáng kể nhất là tiền đạo ngoại binh Stefan Mugosa, còn huấn luyện viên John Anderson thì bị sa thải. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn nữa khi mà huấn luyện viên tạm quyền Lee Yong-yeon đã không điền tên tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vào đội hình đăng ký thi đấu trong hai trận liên tiếp. Điều này đã trở thành tổn thất nghiêm trọng với Incheon, còn Công Phượng phải chơi ở vị trí tiền đạo mà Mugosa để lại. Tuy nhiên, Incheon lúc đó đang đi theo chiến thuật tấn công từ cánh. Công Phượng gặp nhiều khó khăn ở vị trí này. Kết cục, anh không thể hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn, khiến trận đấu gây ra nhiều bức bối trong lòng của các cầu thủ cũng như là khán giả. Thực tế này ảnh hưởng đến ý chí cũng như là sự tự tin của Công Phượng. Anh đã từ chối tham dự tất cả các cuộc phỏng vấn trước trận đấu. Áp lực và sự kỳ vọng từ khán giả đè nặng lên vai khiến cho tân binh số 23 không thể ngẩng cao đầu. Trang Best Eleven có viết: mọi thứ chỉ được giải tỏa khi ở trận đấu gặp Pohang tại vòng 11 Kalit, khi Công Phượng trở lại đội hình chính và được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Dù Incheon United đã thua trận, nhưng Công Phượng đã cho thấy những dấu hiệu khởi sắc về phong độ. Ở trận đấu với Pohang, Công Phượng vẫn chưa thể ghi bàn, còn Incheon thì tiếp tục thua. Nhưng tiền đạo của người Việt Nam đã có màn kết hợp ăn ý với Mugosa và hoàn thành tốt vai trò tiền vệ cánh trái của mình. Bên cạnh đó, Công Phượng còn chứng minh sự nhanh nhẹn trong việc xử lý tình huống tấn công từ đội bạn. Anh đã góp công nhỏ trong việc đa dạng hóa lối chơi của Incheon, cho thấy giá trị của một ngôi sao đến từ đội tuyển Việt Nam. Công Phượng đã bắt đầu chứng tỏ những điểm mạnh cũng như là kỹ thuật của mình. Anh xứng đáng nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ khi mà Incheon United đang cần Công Phượng hơn bao giờ hết. Trang báo này khép lại. Nhưng khi Công Phượng vừa lấy lại được sự tự tin của huấn luyện viên tạm quyền Lim Yong-yeon thì Incheon United lại có sự thay đổi trên băng ghế của huấn luyện viên. Mới đây, đại diện của Hàn Quốc đã chính thức bổ nhiệm cựu tuyển thủ Hàn Quốc Yoo Sang-chun làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi. Sắp hội quân, huấn luyện viên Park Hang-seo thẳng tay loại Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đang trải qua những thời gian khó nhất trong sự nghiệp của mình. Gia nhập câu lạc bộ Hà Nội, nhưng thủ môn người Thanh Hóa chưa bắt trận nào ở mùa năm 2019 do chấn thương cổ tay. Ngay cả khi bình phục chấn thương, Bùi Tiến Dũng cũng khó cạnh tranh suất bắt chính ở câu lạc bộ Hà Nội bởi thủ môn Văn Công đang chơi rất tốt và ổn định. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hà Nội khẳng định không có lý do gì để loại Văn Công trong thời điểm hiện tại.
Không chỉ là gặp khó ở đội bóng thủ đô, Bùi Tiến Dũng còn đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập tham dự King Cup năm 2019. Gặp rất nhiều khó khăn ở mùa thông United, nhưng chắc chắn là Văn Lâm sẽ có tên trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thậm chí, ông thầy người Hàn Quốc vẫn sẽ tự tin trao vị trí bắt chính cho thủ môn mang hai quốc tịch Việt và Nga ở giải đấu tại Thái Lan vào đầu tháng 6 năm 2019. Thể hiện phong độ ấn tượng ở V-League năm 2019 trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội và Sông Lam Nghệ An, cả Văn Công và Nguyên Mạnh đều xứng đáng lên tuyển ở đội quân vào cuối tháng 5 năm 2019. Vì thế, coi như cơ hội cùng với đội tuyển Việt Nam dự King Cup năm 2019 đã chấm hết với Bùi Tiến Dũng. Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ từ 4 cầu thủ quan trọng này tại King Cup năm 2019. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, King Cup sẽ khởi tranh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang hoàn tất danh sách triệu tập, chuẩn bị cho giải đấu trên đất Thái Lan tới đây. Tuy nhiên, sẽ có những cầu thủ vắng mặt vì những lý do cá nhân. Đầu tiên phải kể đến Phan Văn Đức. Chấn thương từ vòng 1 khiến cho cầu thủ này đã không thể thi đấu một trận nào cho tới nay. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng nói rằng, ông không rõ Văn Đức sẽ trở lại khi nào. Sự thiếu vắng của Văn Đức sẽ là tổn thất nghiêm trọng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong hệ thống vận hành mà ông Park áp dụng, Văn Đức là con bài không thể thiếu. Dù thể hình nhỏ con, nhưng nền tảng thể lực của Văn Đức là đáng khâm phục. Anh có thể chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Thậm chí, thi đấu sơ đồ 3-4-3, Văn Đức thường xuyên hỗ trợ về phòng thủ. Quãng đường di chuyển dọc hành lang cánh tiêu tốn rất nhiều thể lực. Có sức bền, Văn Đức còn chơi lắt léo và biến hóa bên cánh trái. Ở AFC Cup và ASEAN Cup, cánh trái là nơi mà đội tuyển Việt Nam đã dùng để lên bóng và tạo đột biến. Khả năng chống biên của Văn Đức và Văn Hậu là rất ấn tượng. Dù không chơi cùng nhau ở câu lạc bộ, nhưng cả hai đã có sự ăn ý đến lạ thường. Cái tên tiếp theo là Đỗ Duy Mạnh, người có vai trò quan trọng không kém Văn Đức. Kể từ khi được ông Park đưa hẳn xuống đá trung vệ, Duy Mạnh như cá gặp nước. Chơi ở đây, Duy Mạnh phát huy tố chất chuyền bóng của một tiền vệ, nhưng hạn chế phải va chạm như là ở khu vực giữa sân, nên cái chân nhạy cảm của anh đã bị chấn thương hơn trước. Tuy nhiên, đen đủi thay, do cày ải quá nhiều trong thời gian vừa qua, đầu gối của Duy Mạnh đã đau trở lại, và theo huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, anh cần có 3 tuần để hồi phục hoàn toàn. Khi đó, Duy Mạnh cần có thời gian để lấy lại thể lực, nên chắc chắn là không kịp dự King Cup. Anh Đức là cầu thủ tiếp theo vắng mặt trong đợt tập trung này. Không như hai người em, anh Đức hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ ông Park Hang-seo, cầu thủ 34 tuổi xin rút khỏi đội sau chức vô địch AFF Cup năm 2018. Không còn cựu binh chất lượng này, ông Park đang rất vất vả tìm người thay thế anh. Trong 2 tuần vừa qua, ông đã lặn lội từ châu Âu đến Hàn Quốc để xem dò Alexander Đặng và Công Phượng. Nhưng cả hai vẫn chưa gây được ấn tượng với ông. Dù chỉ ghi 4 bàn ở AFF Cup, nhưng giới chuyên môn đánh giá anh Đức là cầu thủ có vai trò quan trọng nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Cú volley bằng chân trái vào lưới của Malaysia cho thấy đẳng cấp của anh. Cái tên cuối cùng để lại nhiều tiếc nuối là Văn Quyết. Anh chưa thể trở lại từ chấn thương ở trận đấu với Jangwon United tại AFC Cup. Với kinh nghiệm dày dặn và tố chất thủ lĩnh, Văn Quyết sẽ biết cách điều tiết tinh thần của đàn em trong những trận cầu lớn ở King Cup sắp tới. Không mạnh về tốc độ trong thế trận phản công, nhưng ở giai đoạn cần tấn công và ép sân, Văn Quyết sẽ phát huy hết tố chất trong lối chơi của mình. Đây thực sự là một trong những sự vắng mặt đáng tiếc nhất. Văn Lâm, tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với sự nghiệp của mình. Chuyển tới mua thông United với bản hợp đồng kỷ lục dành cho một thủ môn, Văn Lâm được kỳ vọng sẽ cùng với đội bóng cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay. Thế nhưng, sau 11 vòng đấu, mùa thông United đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 7 điểm. Đồng cảnh ngộ với đội bóng, Văn Lâm cũng phải vào lưới nhặt bóng đến 19 lần, con số cực tệ với thủ thành đang khoác áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mới đây nhất, Văn Lâm cùng với đồng đội tiếp tục hứng chịu trận thua khó tin trước đội bóng hạng 2 Polistero. Phát biểu trên tờ World Thái Lan, Văn Lâm đã chia sẻ: "Tất nhiên tôi cảm thấy tồi tệ, chúng tôi đã thua trong một trận đấu mà tất cả đã làm chủ cuộc chơi. Nửa trận đầu, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể kết liễu trận đấu. Đó là lỗi của chúng tôi. Và đội bóng đã phải trả giá khi để thua trước khi trận đấu kết thúc 4 phút. Thời gian là không đủ để sửa chữa sai lầm."
tôi không thể hiểu nổi vấn đề của đội bóng. Nhưng năm nay là một năm rất khó khăn với Mouthoun United. Kể từ khi khai mạc Thái Lít, FA Cup và League Cup, toàn đội đã liên tục chiến đấu để tìm lại sự tự tin. Dù tình hình đội bóng đang trở nên tệ hại, nhưng Văn Lâm hiểu được đẳng cấp của đội bóng này. Anh tự tin sẽ đưa câu lạc bộ trở lại vị thế vốn có của nó. Khi chuyển tới Mouthoun United, tôi biết đây là một đội bóng lớn ở Thái Lan. Họ đã vô địch Thái Lan nhiều lần. Bất kể là kết quả có ra sao thì chúng tôi vẫn là đội bóng hàng đầu. Một đội đều có thời gian tồi tệ và năm nay có thể là năm tồi tệ với Mouthoun. Nhưng tôi muốn nói rằng mọi chuyện chưa kết thúc. Chỉ mới 10 trận trôi qua và tôi tin rằng toàn đội sẽ trở lại vị trí tốt nhất. Đang có một sự nghiệp tốt ở Việt Nam nhưng Văn Lâm vẫn dứt áo ra đi tìm thử thách ở đội bóng hàng đầu Thái Lan. Nhưng dường như mọi thứ đang không thể diễn ra theo đúng ý muốn của anh. Dẫu vậy thì Văn Lâm vẫn không hề tiếc nuối với những lựa chọn. Không có vấn đề gì xảy ra cả. Tôi tin quyết định đến Thái Lan là một bước tiến trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã thu được kinh nghiệm tốt nhất. Trong mỗi trận đấu, tôi cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi thích mọi thứ ở Thái Lan. Giải năm nay rất khó khăn khi cả 16 đội đều rất mạnh, trình độ cũng tương đồng. Nhưng, như tôi đã nói, mọi chuyện chưa kết thúc.